kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay ở Bắc Bộ có mưa một vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai tức ngày 5 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Về tình hình cơn bão gần Biển Đông, hiện nay thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão sẽ cách phía bắc của đảo Palawan của Philippines khoảng 130 km về phía đông nam. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng mai mùng 5 tháng 12, vùng biển phía đông nam của Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì từ gần sáng và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đây, mời bà con cùng theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu từ 26 đến 29 độ, với độ ẩm từ 85 đến 100%. Tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, đêm có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, với độ ẩm từ 80 đến 95%. Tại khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, đêm có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Thưa quý vị, cùng bà con nông dân, một trong những nguyên nhân chủ yếu làm giảm tổng đàn gia súc gia cầm tại các tỉnh phía Bắc giảm là do thời tiết lạnh giá, công tác kiểm soát khống chế dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ còn thờ ơ phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, để phát triển số lượng cũng như là chất lượng đàn gia súc gia cầm, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện triển khai nhiều dự án đề tài để nâng cao chất lượng giống đàn gia súc gia cầm, đồng thời mở các lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn công tác thanh tra kiểm tra giống vật tư nông lâm nghiệp cho các cán bộ thuộc đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện, thành phố, cán bộ quản lý nông lâm nghiệp các xã, phường, thị trấn với mục tiêu là đến năm 2015, tỷ trọng ngành kinh tế chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 38% của tỉnh và tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm trong diện bắt buộc phải tiêm đạt từ 60 đến 70%. 100% các xã đều có cán bộ thú y đến thôn bản, khoảng 40% sản phẩm chăn nuôi sản xuất theo phương pháp trang trại, gia trại, bán công nghiệp, sản phẩm đảm an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trở lại thời tiết khu vực miền Trung. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa một vài nơi, riêng phía Bắc gần sáng ngày mai sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, riêng phía Bắc gần sáng mai thì gió sẽ mạnh lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi từ 27 đến 29 độ, với độ ẩm từ 80 đến 90%. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, với độ ẩm từ 70 đến 80%. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm từ 50 đến 60%. Thưa bà con, tính đến thời điểm này, nông dân trong huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã xuống giống được trên 4.000 ha lúa đông xuân, chiếm khoảng 16% diện tích lúa đông xuân. Nhưng do có sự chuẩn bị trước về lượng giống nên tình trạng thiếu giống trên địa bàn huyện không xảy ra. Bên cạnh việc chỉ đạo bà con chăm sóc tốt diện tích lúa mới xuống giống như thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh và có cách phòng trừ hợp lý, thì các xã, thị trấn còn tập trung vận động người dân bơm nước trong vùng có bờ ao khép kín để kịp thời xuống giống đúng thời vụ. Do thời tiết thuận lợi nên dự kiến trong vài ngày, diện tích xuống giống có thể lên đến 14.000 ha, đạt trên 505 tổng diện tích lúa đông xuân toàn huyện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!